chào cả các bạn. Hôm nay mình ăn cơm nguội nha, cơm nguội tôm khô Phụng Kiều với cá kho, cá lóc kho. Cá lóc đồng. Cá lóc đồng kho quẹt. Tôm khô Phụng Kiều. Tôm khô này nhà làm nó làm ký mấy ký tép thêm hả, ký mấy ký, 3 ký hả? Cá lóc đồng.